Rồi Phần 10, hôm nay là phần 10 Phần à, cuối cùng của chúng ta đúng không? Tất nhiên là chả phải cuối cùng đâu Học tập nó là chọn đời thôi Nhưng mà tôi muốn đóng gói lại để 10 phần Những điều quan trọng nhất khi bạn học nghề huấn luyện viên yoga Để bạn có một bức tranh sáng giá hơn Thì trong chủ đề ngày hôm nay à, Trong quá trình học Hoặc là ngay khi bạn học, bạn phải xác định rõ đấy Mình phải thuộc về top 1 Tại sao như vậy? Nhiều bạn sẽ nghĩ rằng là yoga thì không phải ganh đua Nhưng mà cái ganh đua ở suy nghĩ tích cực ấy Là cái quá trình quyết lịch À, quyết liệt để khẳng định bản thân mình, có trình đưa mình vào kỷ luật cao độ nhất để mình đạt được thành tiệu cao nhất. Trong một lớp học khóa đào tạo nhân viên bạn sẽ thấy rằng cái người xuất sắc ấy người ta xuất sắc ngay từ đầu rồi. Cái xuất sắc ngay từ sạch vạch xuất phát rồi. Thì cái xuất phát ấy là trong tư duy của mình. Trong lớp học thì bạn phải cố gắng nỗ lực để mình thể trở thành người giỏi nhất trong lớp chứ. Mình phải lấy hết kiến thức của người thầy của mình, mình rèn luyện kỷ luật, mình học thêm những điều mới nữa. Sau đó thì mình đúc kết lại. Thế thì trong một lớp học tội gì mình phải học viên bét nhất lớp đúng không? bạn giỏi trong lớp học của bạn thì sau này ấy, bạn ra ngoài bạn dạy yoga ngoài kia bạn mở lớp học của bạn thì học viên của bạn mới đón nhận được cái nhiều cái kiến thức hơn do vậy thì cái tư duy gọi là phải là người dẫn đầu tư duy phải là người dẫn đầu thì khi có tư duy đấy thì cái ý chí của bạn nó rất là mạnh chứ cái là đà là đờ trở thành huấn luyện viên mà lười kỷ luật thì thôi đi chọn nghề khác đi cho nhanh đúng không huấn luyện viên bây giờ sáng dậy một tí rồi mà nó kêu mệt học muộn một chút thì than ngày mai em có đi làm thì thực sự ấy cái thế giới bây giờ nó thay đổi từng ngày người ta sàng lọc người ta chọn ra những điều những cái con người gọi là mạnh mẽ nhất kỷ luật nhất tốt nhất chứ thế bây giờ trong một cái thị trường trong một khu vực thì học viên người ta chọn ai người ta chọn những người giỏi nhất trong khu vực chứ ai để chọn nhà nhờ đúng không nên là khi bạn thuộc về top một cơ hội tuyệt vời hơn bạn rất là nhiều lần cái thành công tốt hơn nhiều lần cơ hội bạn giúp đỡ là nhiều người nhiều người hơn chứ tại sao bạn cứ phải trở thành huấn luyện viên nhà nhà làm gì đúng không thế vậy thì ngay khi trong khóa học đào tạo viên bạn phải xác định là mình sẽ phải chăm chỉ lỗ lực lỗ lực cái cho bạn chứ cho ai đâu đúng không nếu mà bạn thuộc về top 1, bạn thuộc về thành công nhất thì đấy là điều tuyệt vời cho bạn nha. Thành công top 1 nghĩa là người giúp đỡ được nhiều người hơn. thì trong khoa học bạn phải là người học giỏi, chăm chỉ, tôi đi học quá lạ cũng thế. Uhm, có lẽ rất nhiều người uh, về yếu chẳng hạn đấy sẽ rất là ngại khi tôi đi học. vì khi tôi đi học ấy thì tôi sẽ có một cái suy nghĩ này, tôi không chỉ học cái kiến thức đấy và tôi mong ước một ngày nào đó, mục tiêu của tôi ấy, là tôi cũng giống như người thầy của tôi có cơ hội chia sẻ lại kiến thức đấy nghĩa là khi mà tôi học một cái workshop về trị liệu chẳng hạn ấy, tôi lấy ví dụ thế thì tôi sẽ có mục tiêu ban đầu là Tôi sẽ học kiến thức này để sau này tôi cũng được giống như thầy của tôi là dạy, chia sẻ lại cho những huấn luyện viên khác. Và chính vì suy nghĩ đấy, khi đi học tôi rất là chăm chỉ. Từ cái bông hoa của thầy được thiết kế ra làm sao, thầy cười đùa ra làm sao, thầy sắp xếp lớp học ra làm sao, thầy đón tiếp ra làm sao, thầy giao tiếp, tay thầy múa như thế nào, à, mặt thầy cười ra làm sao, thầy dùng slide như nào. Tôi bắt chước không thiếu một cái gì cả. Sau y bản chính thì tôi mong ước một ngày tôi cũng sẽ làm được đấy và tất nhiên trong ngày hôm nay khi bây giờ tôi đã trở thành người đào tạo ra huấn luyện viên không chỉ đào tạo huấn luyện viên tôi đào tạo ra những gọi là những master yêu gà. ở Việt Nam chúng ta sẽ chia làm cấp độ thứ nhất ấy, là bạn học viên đúng không thứ hai bạn học để là trở thành huấn luyện viên đúng không thứ ba khi trở thành huấn luyện viên rồi bạn tìm ra một cái ngách riêng của bạn để định vị bản thân bạn và chúng ta gọi là những master những chuyên gia đúng không và thứ tư là những người cốt người cốt là người có khả năng tìm ra những cái điểm mạnh và điểm yếu của mỗi người để giúp cho những huấn luyện viên trở thành những master đó thế vậy thì để làm điều đấy thì tôi học rất nhiều nhiều không chỉ học các người thầy về yoga tôi học từ những bác sĩ tôi học từ những diễn giả để họ dạy tôi cách điều phối sân khấu như thế nào cách để quảng bá bản thân như thế nào cách để quản lý phòng tập ra làm sao học liên tục liên tục vậy thì cái mong ước đấy là gì mong ước mình trở thành cái người thật tốt phiên bản thật tốt so với mình ngày hôm qua và khi mình càng tiến lên khi mình càng mạnh mẽ hơn thì mình giúp ích cho nhiều người hơn nếu chỉ là đặng khi ba ngày sửa ngày xưa ấy, thì quanh xóm phố dạy 50 học viên hai lòng rồi mà nhưng ngày hôm nay khi mình biết cách sử dụng nhiều thứ hơn, mình áp dụng nhiều hơn thì hàng trăm nghìn người đã thay đổi cuộc sống của mình. Tôi có cái fanpage, có Facebook với hàng trăm người, người, người nhá các bạn ạ. Với hệ thống email hiện tại bây giờ là hàng ngày ấy, cái tin nhắn rất nhiều học viên nhắn đến cảm ơn, biết ơn chẳng hạn ấy, cái điều đấy rất là thú vị và hạnh phúc. Đi đâu mình cũng trao được giá trị cho nhiều người hơn. Nhưng nếu mà ngày xưa mình tư duy của mình chỉ hài lòng thôi ấy, thì nó không chuyện gì xảy ra cả. Vẫn là con người kim ba vậy nhưng mà tư duy là trở thành người dẫn đầu thì mình giúp được nhiều người hơn và mình thành công mạnh mẽ hơn cuộc sống của mình thay đổi gia đình mình thay đổi con cái mình thay đổi do vậy thì huấn luyện viên yoga không chỉ dừng lại đâu hãy chọn cho mình tư duy là trở thành người dẫn đầu nhá chính cái suy nghĩ đấy giúp bạn mạnh mẽ hơn tự tin hơn bạn vượt qua những rào cản và thách thức và lúc đấy bạn cảm thấy cuộc sống thực sự rất là tự do giống như ngày hôm nay chẳng hạn ấy trò chuyện các bạn ở đây tôi có đâu có ngại để để để, để tiếc kiến thức của mình đâu tôi cho hết cho hết cho hết <laughs> bạn cứ học đi tại vì tôi có một tư duy ấy, là tốc độ học tập của mình nhanh hơn tốc độ sao chép của người khác nếu vậy thì tôi học được điều gì tôi chia sẻ hết trên kênh YouTube. Bạn thể tìm trên kênh YouTube nhé. Kỹ năng dạy xây dựng giáo án như nào, quảng bá phòng tập như nào, cách thiết kế logo làm sao, cách đặt tên phòng tập sẽ làm sao. Tôi học được điều gì tôi cho hết luôn. <laughs> Tại vì sao? Phải cho đi thì tôi mới tiến lên được. Chính vì cái nỗi sợ ngày xưa của tôi là tôi không dám cho đi. Nên tôi kiệt sỉ, kiệt sỉ lên là mình cứ giữ lại và kiến thức hay ho tôi quên mất rằng là kiến thức khi càng cho đi thì mình càng mạnh lên. Mỗi lần mình cho đi là một cơ hội mình được luyện tập và khi mình giúp đỡ các huấn luyện viên họ trở thành những master, họ trở thành những chuyên gia thì mình mới đi tiếp được. Như vậy thì cái việc tư duy dẫn đầu là mình định vị luôn mình là cốt, định vị mình sẽ là trở thành top đầu những huấn viên tại Việt Nam. Thì cái giờ phút trò chuyện các bạn hiện tại tôi đang thuộc gọi là sấp xỉ giữa top 3 và top 4 ở những người trên internet, những người trao đi nhiều giá trị nhiều nhất tại cộng đồng Việt Nam trong thời khắc này. Tuyệt vời không các bạn? Tất nhiên mục tiêu của mình sẽ là luôn là số 1. Trong trò đua ganh đua ở số 1 là ganh đua là quá trình giúp đỡ được nhiều người hơn khi sẽ ai giúp được nhiều người hơn đúng không và khi chúng ta giúp được nhiều người hơn một phần trăm nhỏ như vậy trao lại giá trị chúng ta thì cuộc sống chúng ta không chỉ giàu có về tiền bạc về mà còn cả mối quan hệ nữa <laughs> rất là hay về điều đấy như vậy bài học trong ngày hôm nay tôi chia sẻ với các bạn là hãy trở thành người dẫn đầu chọn cho mình người thầy quyết tâm học tập phát triển chứ đừng có ì các bạn ạ vì thế giới đã thay đổi từng ngày rồi cái người mà yếu sẽ bị đào thải ngay lập tức đào thải ngay lập tức như vậy mình đã quyết định mình chọn cái đam mê của mình tại sao mình không nghĩ lớn lên đúng không và khi nghĩ lớn lên thì chúng ta sẽ thử thách bản thân dễ hơn. Do vậy, nếu bạn quyết tâm thuộc về số 1, bạn muốn mạnh mẽ hơn, cần người đủ mông thì có thể kết nối với tôi. <laughs> tôi thì không phải tạo ra những phiên bản tuyệt vời, nhưng tôi có thể giúp bạn gọi là là đi cùng bạn đến cái mục tiêu của mình, giúp bạn hoàn thành, khắc phục cái điểm yếu của mình và rèn luyện cái điểm mạnh của bạn trở nên tuyệt vời hơn. Thì đây là tuyển tập gồm 10 phần những điều quan trọng nhất khi học khóa đào tạo huấn luyện viên yoga. Nếu bạn chưa học thì bạn kết nối với tôi tôi sẽ định hướng các bạn nếu bạn đang học thì xem thật kỹ điều này ghi xuống và xem hết toàn bộ những nội dung tôi chia sẻ trên kênh youtube những cái kỹ năng những cái kiến thức trong cái nội dung dành cho đào tạo nghề huấn luyện viên và những nội dung giúp để phát triển xây dựng thương hiệu cho huấn luyện viên nó public với hơn 300 video trên kênh youtube được không còn nếu bạn đã là huấn luyện viên rồi mà muốn đặt level cao hơn cần sự thúc đẩy mạnh mẽ hơn thì tôi sẵn sàng đồng hành cùng bạn nhưng nhớ phải chăm chỉ cơ chứ lười không chơi đâu người chửi mệt lắm thật đi làm một mình còn hơn chứ ngồi cạnh mấy người lười mất năng lượng lắm Đúng không các bạn? Rồi, chúc mừng các bạn đã xem hết phần này. Hãy lưu lại, chia sẻ với người thông quanh. Được không? Và tạm biệt các bạn. Chúc các bạn thành công với những phiên bản tuyệt vời hơn. Nếu bạn thấy điều gì hay, hãy comment ở ngay bên dưới nhé. Xin chào.